Alright, giữa hai động từ với nhau thì Thắng mới nhớ là phải có to ở giữa. Như vậy tôi đồng ý thỏa thuận với bạn. Thắng Agree to negotiate with you. please. Yes, I agree to negotiate with you. Sự thỏa thuận của tôi rất vô lý. Vô lý trong tiếng Anh, đây là những cái tính từ mà mình cần học đi. Subjective. Vô lý. Unreasonable, unreasonable, không có lý trong tiếng Anh. Thì mình đang có một cái tính cơ được gọi là reasonable, unreasonable, reasonable. Sự thỏa thuận của tôi rất vô lý. English, please. My negotiation is very reasonable. Yes, sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Sự thỏa thuận của bạn rất có lý. My No, của negotiation bạn á, của bạn, sự thỏa thuận của bạn rất có lý. your negotiation is very reasonable. Yes, tại vì sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Tôi đồng ý với sự thỏa thuận của bạn. Mình có hai dạng đồng ý. Đồng ý làm cái gì đấy có nghĩa là đằng sau từ đồng ý mà mình muốn có một hành động thì là agree cộng với hành động trong tiếng Anh. Và cái thứ hai nữa được là đồng ý với ai đó là agree with, là đồng ý với ai, là somebody, là tượng trưng cho một người nào đó hoặc là something tượng trưng cho một vật nào đó, thì là cấu trúc thứ hai của cái từ agree. Tại vì sự thỏa thuận của bạn rất có lý, tôi đồng ý với sự thỏa thuận của bạn. Thắng please. Tại vì sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Class, your negotiation very agree, recalling Rất rất very có lý. reasonable. Yes. Mà khi mà em đặt câu với tính từ thì em phải nhớ là tất cả các tính từ trong tiếng Anh thì mình muốn đặt câu rồi mình phải có động từ to be. Động từ to be nó sẽ cộng cho tính từ trong tiếng Anh mình như thế này. Như vậy sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Your negotiation is very Very good. Your negotiation is very reasonable. Tại vì sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Tôi đồng ý với sự thỏa thuận của bạn. Thắng please. Tại vì sự thỏa thuận của bạn rất có lý. Tôi đồng ý với sự thỏa thuận của bạn. reasonable. Because your negotiation is very reasonable, Yes. Tôi đồng ý với sự thỏa thuận của bạn. so I agree with your negotiation. Very good. So I agree with your negotiation. Và cái cấu trúc của từ because như thế này. Because chủ động về phải và chủ động về tiếp theo như thế này đây. Cho nên thì khi mà dùng chữ because để giống như tiếng Việt là tại vì cái gì đó đang xảy ra. Rồi nên cái gì đó tiếp tục xảy ra. Tại vì cho nên. Nhưng đây là tiếng Việt. Còn đây là tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì cái chữ nên không có, nó thay thế bằng dấu phẩy. Khi mà em dùng từ because em đọc liên tiếp luôn. Because your negotiation is very reasonable, I agree with your negotiation. Thế thôi, em không dùng chữ cho nên, không dùng so, không dùng so. Đây là cái cấu trúc. Nếu mà mình dùng so read thì mình sẽ nói quen, mà nói quen read thì mình sẽ phá ngữ pháp, mà phá khi mà phá ngữ pháp rồi về sau mà muốn thi lấy bằng học không nổi, tại vì học đâu sai đó mà sai không chỉnh được, tại vì sai quen rồi nó ăn vào máu rồi không chỉnh được đâu, phải dập nó ngay từ đầu luôn. Because có thứ nhất tại vì cái gì đó xảy ra nên thì không dùng từ nên, cứ đọc tiếp tục thôi là xong. Ok. Phùng. Your negotiation is very reasonable. Yeah. I agree with your negotiation. Very good. Tiếp theo thì mình đang có một cái từ mình cần thao túng là phù hợp. Suitable. Suitable. Không phù hợp. Không phù hợp thì mình sẽ có một tính từ được gọi là unsuitable. Suitable. Unsuitable. Yeah. Unsuitable. Agree là đồng ý. Agree là đồng ý. Và ở đây
mình sẽ có cái chữ được gọi là agreement. Agreement được gọi là sự đồng ý, sự đồng ý, hoặc là người ta hay gọi là cái việc đồng ý. Sự và việc là một chữ trong tiếng Anh, sự đồng ý, việc đồng ý. Sự đồng ý của tôi với bạn rất phù hợp cho công việc của chúng ta. Công việc là gì hả? Công việc, work. Còn mà khi mình nói là cái việc của mình là việc gì, không biết cái tên công việc là bác sĩ hay là kiến trúc sư hay là gì đó đó, là cái tên công việc, thì lúc đó mình mới dùng từ job trong tiếng Anh. Rồi, ok, và tiếp theo thì công việc này, việc mà, và mình nói đến việc thì mình sẽ nói đến từ lương trong tiếng Anh, và chữ salary. Tôi cảm thấy mức lương của tôi không phù hợp. Việt Nam mình lương cũng được, hoặc là Việt Nam mình không có chữ mức vô trong đó cũng được. Tôi cảm thấy mức lương của tôi không phù hợp. Thắng please. Tôi cảm thấy. Is Go. I feel that my salary is unreasonable. Tại vì đằng sau từ feel nó sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất rất đơn giản. Dạng thứ nhất thì Thắng chỉ cần là feel, cho feel là Thắng sẽ cộng với cái tính từ của mình, là cái từ mà chỉ cảm xúc á, từ mà chỉ cảm xúc trong tiếng Anh thì mình người ta gọi là tính từ. Cái dạng thứ hai thì đằng sau từ feel Thắng sẽ thêm từ that, và sau that là một câu hoàn chỉnh, chủ ngữ động từ vị ngữ. Như vậy bây giờ làm sao mình biết là khi nào mình dùng that mà khi nào mà mình nói về cảm xúc? Rất đơn giản, I feel happy. Như vậy nói về sau từ feel mà mình chỉ có một cái từ hoặc là hai từ nói về cảm xúc thôi thì mình cộng trực tiếp. Còn mà sau từ feel tự nhiên mình muốn nói một luồng luôn, một chạng luôn, thì lúc đó mình mới dùng từ that. Tôi cảm thấy tôi muốn đi ăn, tôi muốn đi ăn là quá trời trời rồi, là một câu rồi đó, mình sử dụng từ that. Ngược lại sau từ feel mà mình chốt cho người ta trực tiếp, cái đó là cái cảm xúc của mình, thì mình feel cộng trực tiếp với cái từ đó thôi là xong. Giống như I feel comfortable, tôi cảm thấy thoải mái, tôi cảm thấy lạnh, I feel cold, tôi cảm thấy nóng rồi, I feel hot and cold, xong hết. Mà vậy em chốt trực tiếp là cái cảm xúc thì em feel trực tiếp với cái từ đó. Còn mà em thấy sau từ phim mà cái gì mà mình muốn nói nhiều quá thì đó là sẽ dùng từ đó cho mình. Tôi có lần tôi cảm thấy, mức lương này không phù hợp với tôi. Này là gì thứ này, cái này kia, cái kia. This. Yes, very good, this. Còn kia, that. Hai từ này mình có thể nối với danh từ, có nghĩa là đằng sau đó nó có quyền cộng thêm với danh từ, và chức năng của nó là tính từ, tính nó sẽ luôn là quốc gia. Rồi ở đây tôi cảm thấy mức lương này không phù hợp. Okay. Yes, the best selling is unreasonable. Unsuitable, unsuitable, okay. Không phù hợp, unsuitable, unsuitable. Phù hợp thì mình sẽ có từ là suitable, unreasonable, reasonable, reasonable. Ok, suitable, unsuitable. Alright. Tôi cảm thấy mức lương này không phù hợp. Cho nên tôi muốn thỏa thuận với bạn lại một lần nữa. English please. Tôi cảm thấy mức lương này không phù hợp. Salary. I think that my salary. I think that salary is suitable. Yes, very good. I feel that my salary is unsuitable. Tôi muốn thỏa thuận với bạn lại một lần. Tôi muốn thỏa thuận với bạn lại một lần nữa. Dạ, thỏa thuận em, thỏa thuận với ai? Tôi muốn thỏa thuận với bạn lại một lần nữa. You one Yes, one more time, once again.
Tại vì khi mà em đọc lên em thấy nó bị mặn mặn cái miệng của mình đó. Nó không có hợp đâu. Nó không có hợp là do là không phải nó sang ngữ pháp đâu. One more time đúng là một lần nữa. Nhưng mà khi mà mình nói thấy mình nói ngọng là người ta sẽ bắt buộc mình sẽ là once again. Là theo cái nghĩa của cái văn chương của cái từ vựng á. Giống như cái từ này, hai từ này nó bằng nghĩa với nhau, nó bằng cách dùng luôn. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó nghe hợp hơn, hợp miệng hơn và hợp tai. Đơn giản, mình phải xài nhiều mới biết once again. Ok, once again. Đây là thỏa thuận, còn đây được gọi là cái việc đồng ý. Mình đồng ý với ai đó. Việc đồng ý. Tôi không đồng ý với bạn. Nó có từ riêng biệt cái từ không đồng ý là disagree. Không đồng ý. Tôi không đồng ý với bạn tại vì ok tại vì những cái quy định này rất là vô lý. Quy định trong tiếng Anh, mình có quy định trong tiếng Anh, một quy định là a regulation, những quy định là danh từ số lượng regulations. Alright, tôi không đồng ý với bạn. Yes, tôi không đồng ý với bạn. Disagree with Yes, tại vì những quy định này vô lý, rất vô lý với tôi. Tại vì những quy định này rất vô lý với tôi, because this regulations rất vô lý với tôi, reason với tôi. with me Khi mà em for nói me. yes, very good, khi nói về cảm xúc, mà cảm xúc với ai đó thì cái cảm xúc đó luôn luôn dùng từ for. Đó là cái mẹo trong tiếng Việt của mình. Rồi ở đây thì khi mình đặt câu với tính từ, đây là những cái tính từ này. Khi mà em đặt câu với những cái tính từ thì em phải sử dụng động từ to be trong tiếng Anh. Yes, tôi cảm thấy những cái quy định này rất vô lý với tôi. Thắng please. Những quy định này Is unreasonable for me. I feel that những quy định này, những cái này thì không có, sẽ không có từ được rồi đâu. Thì em sẽ dùng là từ these trong tiếng Anh. Này là this. Còn những cái này thì mình đang có một riêng cái từ đó là từ these. These regulations. Như vậy so this là danh từ số nhiều. Nó phải có s. Còn so this là danh từ số ít thì nó đứng một mình như thế này. Ok. Như vậy tôi cảm thấy những quy định này rất vô lý với tôi. Cho nên tôi hủy bỏ, cho nên tôi hủy bỏ cái sự đồng thuận này. Sự đồng ý học cách thứ hai là việc mình hay gọi là sự đồng thuận. Nó giống như là hai bên ngồi nói chuyện với nhau để ký hợp đồng, nhưng mà không có ký bằng văn bản mà mình nói chuyện để mình chốt với nhau thôi, thì đó được gọi là cái sự đồng thuận giữa hai bên. Như vậy tôi hủy bỏ sự đồng thuận này. Hủy là gì trong tiếng Anh? Thắng hủy nếu mà không có cancel. No, cancel 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 ok cancel. Tôi hủy bỏ sự đồng thuận này tại vì nó quá vô lý với tôi. Yes. Sự đồng thuận này, anh nhớ này, Cancel tại vì nó quá vô lý đối với tôi. this Nó quá quá agreement. vô lý đối với tôi. Because it's Very good. It's too unreasonable for me. For me. Tôi sẽ tuân thủ những quy định này với một điều kiện, bạn bảo vệ quyền lợi của tôi. Như vậy bây giờ mình nhớ thêm một cấu trúc được gọi là với một điều kiện.
với một điều kiện. Thì cái từ với một điều kiện thì em sẽ có cái từ là on one condition that. On one condition that, đây là cấu trúc nói là với một điều kiện. Thì đây bây giờ làm sao, bây giờ mình, trong tiếng Anh cái lạ là mình hiểu nó rồi, mình biết nó rồi, mình biết đọc nó luôn, phát âm nó luôn, biết nghĩa nó luôn, nhưng mà chưa chắc là mình xài được. Bây giờ mình làm sao mình xài được mới là quan trọng. Thì đây em sẽ có chủ động vị, sau đó em phải viết cái câu này vô, viết cái từ này vô, on, ok, on one condition that. Sau khi mà em có chủ động vị viết nó vô rồi, em sẽ dùng chủ động từ thứ hai, chủ ngữ động từ thứ hai, vị ngữ thứ hai. Vậy thứ nhất ở đây, câu thứ nhất, câu thứ hai, đó là như thế. Bây giờ mình thực hiện nha, bắt đầu mình thực hiện. Tôi đồng ý thỏa thuận với bạn với một điều kiện, bạn đồng ý làm việc cho tôi. Tôi đồng ý thỏa thuận với bạn với một điều kiện, bạn đồng ý làm việc cho tôi. Tôi đồng ý với bạn. No, tôi đồng ý thỏa thuận với bạn. Tôi đồng ý với bạn. Yes. Yes, với một điều kiện. Yes, bạn đồng ý làm được cho tôi. Bạn đồng ý làm được cho tôi. Very good. You agree to work for me. Agree là hành động thứ nhất. Work là hành động thứ hai. Thứ hai hành động có thuộc. Rồi tôi đồng ý. Tôi đồng ý hủy bỏ sự thỏa thuận này với một điều kiện. Với một điều kiện, bạn hủy bỏ, bạn hủy bỏ công việc này. Tôi đồng ý hủy bỏ sự thỏa thuận này. Bỏ xin tập trung ai em Tôi đồng ý hủy bỏ sự thỏa thuận này. Đồng ý hủy bỏ. Hủy bỏ là động từ thứ hai. Đồng ý là động từ thứ nhất. Tôi đồng ý hủy bỏ sự thỏa thuận này. I'm going to think so. Sự thỏa thuận này, This emotion. sự thỏa thuận nó khác với động từ. Emotion. Very good. Với một điều kiện, bạn sẽ hủy bỏ công việc này. Với một điều kiện. I agree to negotiate. I agree to negotiation. Tôi đồng ý hủy I bỏ agree sự thỏa to thuận này. cancel negotiation Very good. on one condition that Yes. Bạn đồng ý hủy bỏ công việc này. you agree cancel this work. Very good. You agree You agree to to cancel cancel this, this work. this work. Rồi đây, tôi đồng ý làm việc với bạn với một điều kiện, bạn tăng lương cho tôi, tăng lên theo số liệu, tăng lên theo cái gì đó, thì mình đang có cái độ tăng increase 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 và giảm, rất là đơn giản, thì mình sẽ có chữ là decrease increase Please. decrease. Please. Please. Yes. Yeah. Bạn, nếu bạn tăng lương cho tôi sẽ đồng ý làm việc cho bạn. English please, nếu bạn tăng lương cho tôi. If you increase Tôi sẽ đồng ý làm việc cho bạn. my salary and agree to work for you. Yes, I will agree to work for you. Nếu bạn không tăng lương cho tôi sẽ không đồng ý làm việc cho bạn. Thẳng please, nếu bạn không tăng lương cho tôi. If Không, cái từ không ở hiện tại thì em có từ không là từ gì? Very good. you Decrease là giảm nha Thắng. Nếu bạn không tăng lương cho if you don't increase my salary and you tôi sẽ không đồng ý làm việc cho bạn. I will not
work for you. Very good. I will not work for you. I will not work for you. Tôi sẽ tuân thủ quy định của công ty với một điều kiện. Bạn tăng lương cho tôi. Tôi sẽ tuân thủ quy định của công ty từ tuân thủ trước mình vừa mới mới học qua một xíu. Tuân thủ, động từ trong tiếng Anh. Abide by. Abide by. Đây là động từ tiếng Anh. Tôi, ok. Tôi đồng ý. Nếu bạn, sorry. Tôi đồng ý làm việc cho bạn với một điều kiện. Tôi đồng ý tuân thủ quy định của công ty với một điều kiện bạn tăng lương cho tôi. Tôi đồng ý tuân thủ quy định của công ty. Đồng ý tuân thủ quy định của công ty. Yes, tôi đồng ý tuân thủ quy định của công ty. I agree to abide by quy định của công ty. I agree by Của công ty, của tháng company. Yes, với một điều kiện bạn tăng lương cho tôi. Very good. Okay. Tiếp tục. Và thắng thấy thường mình đi học là thấy cái này thì người ta chỉ cần biết là cách đọc này, với ý nghĩa thôi là xong. Mà xong cái đó là mù chữ luôn. Là nó không có ra cái gì hết. Party ở đây, đây được gọi là bên trong tiếng Anh. Bên A, bên B, bên C, bên D thì nó là trong hợp đồng. Mình sẽ có cái từ hợp đồng trong tiếng Anh được gọi là contract. Contract. Bên trong tiếng Anh thì mình đang có cái từ là party. Party. Và ở đây mình party. Có đầu không nói nha. Đầu không nói. Yes, party. Vừa là tiệc tùng, vừa là bên trong tiếng Anh. Như bên A, bên B, bên C, bên D. Trong một cái hợp đồng, nó vừa có nghĩa là tiệc tùng và nó vừa có nghĩa là bên trong tiếng Anh. Bên A, bên B, bên C, bên D. Có thì bây giờ mình đang có chữ có. Đứng ở đầu câu nói mà có thì mình sử dụng there is. Hoặc là mình dùng there are trong tiếng Anh. Như thế này. There is, they are. There is, there are. Rồi. Có hai bên trong hợp đồng. Tôi đã nói như thế nào? Có hai bên trong hợp đồng. Có hai bên trong hợp đồng để em nói. Yes, sir. Có hai bên trong hợp đồng. Có hai bên trong hợp đồng. Yes.